Những dân làng có khuôn mặt đầy bụi bặm đi bộ thành một hàng trên con đường đất dài. Ánh sáng từ ngọn đuốc khiến khuôn mặt của họ trông như những chiếc mặt nạ. Họ dị dầm một ngôn ngữ cổ xưa và huyền bí khi di chuyển trong một đám rước về phía nghĩa trang tối tăm ở dưới làng. Đó là một nhiệm vụ khó chịu, nhưng dù sao cũng là một gánh nặng mà họ phải gánh. Ở giữa đám rước là người được vinh danh tối nay, một trong những già ở làng. Ở ngôi làng này, trở thành người cao tuổi là một điều thực sự đặc biệt. Từ thân hình héo hon, ọp ẹp, đôi mắt sâu hoắm, đục thủy tinh thể, làn da gần như trong suốt, đầy đốm của ông, có vẻ như ông đã khoảng trên 90 tuổi. Nhưng trên thực tế, ông đã hơn 300 tuổi. Những người dân làng khác vượt qua những cánh cổng của nghĩa trang như một bóng ma, vây quanh người cao tuổi khi ông tập tễnh băng qua địa hình không bằng phẳng. Đó sẽ là chuyến hành hương cuối cùng của ông ấy. Và tất cả bọn họ, kể cả ông, đều biết điều đó. Ông thở dài một cách thảm thiết và lẩm bẩm cầu nguyện với vị thần mà ông sẽ sớm được gặp. Ở trên cao, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ. Ở bên dưới, một ngôi mộ đã được đào với một thứ gì đó rất cũ và rất mạnh mẽ đang lăn lộn ở bên dưới. Dân làng không sợ nó, họ tôn kính nó. Nó đã cho họ tất cả những gì họ có. Ông lão đứng ở miệng vực sâu, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm đó. Vị linh mục của làng mở một cuốn sách cổ và tụng một nghi thức bằng tiếng cổ. Những lời của ông ấy được dịch tương đối là: Thưa Chúa Tể của chúng tôi, cha chúng tôi, người bảo vệ của chúng tôi xin dâng một trong những người của chúng tôi trở lại trong bàn tay và trái tim của Ngài vì một điều luôn luôn đúng. Món quà đen chỉ là đồ vay mượn. Món quà đen ban cho chúng tôi cuộc sống và trong cái chết, chúng tôi trở về với thần đen. Khi ông ta tiếp tục, một thứ gì đó trồi lên từ hố. Những sợi tua được đúc từ chất lỏng tối. Chúng ôm lấy ông, dịu dàng quấn quanh ông và nâng ông lên khỏi mặt đất. Ông ấy không hét lên. Ông chỉ đơn giản là chấp nhận số phận của mình khi dân làng cầu nguyện và những sợi dây kéo ông xuống bóng tối. Khi lời cầu nguyện của họ được thực hiện xong, chỉ có sự im lặng. Những ngọn đuốc vụt tắt, dân làng trở về nhà. Đó chỉ là một đêm như thường ngày với họ. Có một người làng ở vùng sâu nhất, tăm tối nhất ở Đông Âu, một nơi bị lãng quên bởi thời gian, nơi người dân địa phương sống theo những quy tắc cổ xưa và cả những vị thần còn cổ xưa hơn. Một nơi diễn ra những nghi lễ kỳ lạ và những người có năng lực phi thường xuất hiện. Và bên dưới tất cả, máu của một vị thần ham ăn, tò mò chảy trong những dòng sông tối tăm và vô tận. Không cần phải nói, một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ đang xảy ra ở thành phố Siemnox, Ba Lan. Và tổ chức SCP đã chỉ định trung tâm của sự kỳ lạ đó là SCP-6198. Tuy nhiên, những người dân địa phương đặc biệt có một cái tên rất khác cho hiện tượng này: Chernobog. Tiếng Slav cổ có nghĩa là vị thần đen. Một vị thần cổ đại được cho là cai trị số phận đen tối và thế giới ngầm. Và nếu xét đến những sự kiện diễn ra ở ngôi làng Siemnox cổ vô cùng biệt lập, thì đây là một danh tiếng hoàn toàn phù hợp với Chernobog. Đáng buồn thay, một số thành viên của nhân viên tổ chức đã phải trả giá để biết được điều này. Tổ chức lần đầu tiên phát hiện ra ngôi làng khi họ bắt được liên lạc kỳ lạ từ chính quyền địa phương đang điều tra trường hợp một người mất tích từ vùng Lower Silesian Forest. Trong khi tìm kiếm người mất tích này, cảnh sát Ba Lan đã tìm thấy trong lòng đất có hàng loạt hố sâu kỳ lạ, tối tăm. Mỗi hố lại dẫn xuống một hố sâu bí ẩn dưới đầy chất lỏng màu đen. Điều này đủ để tổ chức nhận ra điều gì đó bất thường có thể xảy ra ở đây, khiến họ phải can thiệp. Trước khi các nhà chức trách có thể sắp xếp bất kỳ chuyến du ngoạn tiềm ẩn nguy hiểm nào đến một trong những vực sâu này, tổ chức SCP đã xuất hiện dưới vỏ bọc của một bộ công an Ba Lan và cho họ ngưng nhiệm vụ của mình. Họ chỉ định chất lỏng màu đen kỳ lạ cho các hố sâu là SCP-6198-B và chính các hố sâu này là SCP-6198-C. Rất may, mặc dù người dân địa phương không chào đón đội điều tra, họ cũng không thể hiện thái độ thù địch. Hầu hết, họ chỉ đơn giản là tỏ ra cảnh giác và giữ khoảng cách, theo dõi các hoạt động của tổ chức từ bên trong nhà của họ và tránh xa các nhà nghiên cứu và bảo vệ. Ngay từ sớm, một trong những vấn đề lớn nhất là rào cản ngôn ngữ, vì phần lớn trong làng nói một ngôn ngữ Proto-Slavic đã chết, không thể hiểu nổi, ngay cả đối với những người nói tiếng Ba Lan hiện đại. Các chuyên gia ngôn ngữ đã trở thành chìa khóa để tạo điều kiện cho việc liên lạc sau này giữa các nhân viên của tổ chức và người dân trong làng. Cư dân trong làng đều đã khá lớn tuổi, nhưng có vẻ trẻ trung bất thường so với lứa tuổi của họ. Họ đều là những người tôn thờ Chernobog, và những người dân trong làng tuyên bố rằng thông qua việc thờ cúng thần Chernobog,
họ đã được tặng một món quà đen, được tạo điều kiện bằng cách hấp thụ chất lỏng đen tối từ các vực thẳm, thứ mà họ cho là mang đến sức khỏe, tuổi trẻ và tuổi thọ của họ. Tổ chức rõ ràng là quan tâm đến việc tìm hiểu chính xác chất lỏng màu đen này là gì. Vì vậy họ bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc, nhưng họ nhanh chóng nhận ra một điều rất kỳ lạ. Các vực thẳm không phải lúc nào cũng ở đó, có vẻ như chúng sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian 14 ngày giữa trăng non và trăng tròn. Cuộc thám hiểm ban đầu vào vùng trung tâm ngôi làng được thực hiện bởi hai đặc vụ gan dạ, đặc vụ Kazimierz Nowak và đặc vụ Maria Bakula. Nowak và Bakula đến thị trấn đổ nát, cuối cùng nhận ra nơi này xa rời với xã hội hiện đại thế nào. Những con đường bẩn thỉu, những tòa nhà bằng gỗ siêu vẹo được bao quanh bởi những tàn tích cũ và những chữ tượng hình tạm bợ kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Bộ đội kéo vào thị trấn, nhìn thấy nhiều khuôn mặt xám xịt của người dân địa phương đang nhìn chằm chằm vào họ từ các cửa sổ gần đó. Họ thì đến nghĩa địa, nơi mà phần lớn các vực thẳm được cho là đã mở ra. Ở đó, nơi có vẻ như là một ngôi mộ, họ thấy mình đang nhìn chằm chằm xuống một trong nhiều vực thẳm. Chất lỏng tối hấp thụ ánh sáng cuộn sâu bên dưới. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng đã đến lúc phải đi khi nhận thấy những người dân địa phương nấp sau những tấm bia xung quanh chăm chú quan sát. Có gì đó rất sai ở đây. Họ quay trở lại trung tâm làng, vẫn tinh ý nhận ra rằng họ đang bị quan sát từ bên ngoài. Họ tiếp cận một trong nhiều ngôi nhà và cố gắng đập cửa. Một bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu nói chuyện với họ bằng thứ tiếng Proto-Slavic mà cả hai đều không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, khi họ rời đi, một người trong số họ có thể lấy một cuốn sách đóng bìa ra từ bàn bên ngoài nhà, được cho là một loại kinh thánh nào đó của tôn giáo địa phương. Trong khi vẫn còn ở trong thị trấn và vẫn bị theo dõi, bộ đội đã thu thập một mẫu quà tặng đen từ một cái giếng địa phương, sau đó bắt đầu quay trở lại xe của họ. Toàn bộ thời gian họ bị theo dõi bởi một ông già kỳ lạ trông khoảng 90 tuổi, nhưng đáng ngạc nhiên là lanh lợi so với tuổi của ông ta. Cả hai rời đi ngay sau đó và chia sẻ những phát hiện và mẫu thử của họ với cấp trên. Cuốn sách bọc da do đặc vụ Lowak và đặc vụ Bakula lấy được đã được trao cho chuyên gia ngôn ngữ học Albin Iskara của tổ chức SCP. Nhà nghiên cứu Iskara nhanh chóng say mê cuốn sách và thử thách độc đáo mà nó cũng như phương ngữ Proto-Slavic của nó mang đến. Sau nhiều đêm dài đổ đống sách về lịch sử ngôn ngữ Slav và nhiều bình cà phê nồng nặc, cuối cùng công việc của nhà nghiên cứu Iskara cũng đã thành công. Trong một ghi chú cho các nhân viên khác làm việc trong vụ SCP-6198, cô ấy viết: "Hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói rằng, mặc dù kiến thức sâu rộng của tôi về lịch sử và nguồn gốc của ngôn ngữ Slav, đây là lần đầu tiên tôi gặp những gì có vẻ là Proto-Slavic ở dạng viết từ một nguồn hậu duệ trực tiếp. Đây là một khám phá thực sự thú vị." Tiến độ dịch văn bản ban đầu chậm hơn dự kiến. Có điều gì đó về cấu trúc ngôn ngữ của ngôn ngữ mà vì những lý do mà tôi không thể suy luận đầy đủ, khiến cho việc duy trì kiến thức trở nên vô cùng khó khăn. Đối với mỗi vài từ được ghi vào bộ nhớ, nó như thể một từ biến mất khỏi nó. Như thể tôi có thể cảm thấy một cảm giác miễn cưỡng từ chính ngôn ngữ đó. Cuối cùng, tôi đã có thể củng cố sự hiểu biết của mình để bắt đầu chọn những đoạn khác nhau được tìm thấy. Tôi có thể xác nhận rằng nội dung của cuốn sách mang rất nhiều ý nghĩa tôn giáo, không chỉ đối với những người ở Siemnok mà trong toàn bộ nền văn hóa Slav có niên đại khoảng thế kỷ thứ tư. Trong khi có đề cập đến các vị thần Slavic nổi tiếng như Perun và Velez, cuốn sách tập trung chủ yếu vào một trong những vị thần kế vị, anh chị em Chernobog, vị thần đen, trình bày chi tiết những lời cầu nguyện, nghi lễ và giáo lý khác nhau mà những người theo thần đen nên sống và thực hành. Tôi đã đánh dấu một loạt các loạt trích được quan tâm đáng chú ý, có thể làm sáng tỏ những sự kiện mà nhân viên tổ chức đã chứng kiến. Ba lĩnh vực quan tâm trong bản dịch của nhà nghiên cứu Iskara là nghi thức hành trình đen, sự khám phá và món quà đen, và sự sụp đổ của Veles. Mỗi lĩnh vực theo cách riêng của họ đều làm sáng tỏ hoặc làm khó hiểu thêm những gì diễn ra ở Siemnok. Phần nghi thức hành trình đen có viết: "Vì đó là ngày nơi người chết phải đi và trở lại vực thẳm. Từ đó, hình hài của chúng tôi được nhào nặn để trở thành một với ngài một lần nữa. Ở đây, chúng tôi chia sẻ những kiến thức của họ và tìm hiểu các kỷ nguyên chưa được kể và bị lãng quên, mở ra những bí ẩn về sự siêu việt của người Stygian, được ban cho những phước lành ngoài cái chết. Và giờ, đèn tối nhất trong đêm đèn tối nhất, trong những ô sâu than thở, Hippokian sẽ hé lộ, quấn lấy nhau và khởi hành, loại bỏ thể xác và duy trì giữa vùng nước đen nhất, trở thành một với tổ tiên lâu đời, cho cái nhìn sâu sắc với những người tôn thờ." Phần được đánh dấu là thuyết minh và món quà đen có nội dung: "Có những thứ chỉ đến với Chernobog
khi thời gian của họ đã kết thúc, và đó là những thứ sẽ được ban ít nhất khi họ chắc chắn vượt qua. Chỉ sống trong ánh sáng của anh em là bỏ mặc sự vĩnh cửu theo sau, kết án bản thân của mình ở tầng thấp nhất của ý thức. Những người có trí tuệ và tầm xa có thể nắm lấy quà tặng đen, từ bỏ một phần của bản thân để đổi lấy phần của nhiều người. Uống món quà đen là để cống hiến mạng sống của mình để được thử thách trí óc và tinh thần. Nếu một người được coi là xứng đáng, những gì đã được cung cấp sẽ được trả lại nhưng với sự nhạy bén và mạnh mẽ vô biên. Nên nếu lễ vật của một người không thành công thì bản chất của họ sẽ được trao hoàn toàn cho thần đen. Tuy nhiên, họ càng đi đúng con đường đen thì tâm hồn của họ càng được hoan nghênh hơn. Trước khi thử nghiệm một người, trước tiên họ phải vượt qua nghi lễ. Nếu không thì mọi ý thức về bản thân đều bị mất khi đi qua. Điều này tạo ra linh hồn, chứng tỏ sự tận tâm đối với con đường đen và cho phép bản thân của một người tìm thấy một mối liên hệ lớn hơn khi được Chernobog thu nhận. Nghi lễ phải được thực hiện bởi những tín đồ trong cõi sống hiện đang được món quà đen duy trì. Những tín đồ này sẽ dẫn đến tình trạng mù lòa và chết đuối trong người khao khát. Nếu một kẻ tham vọng tỏ ra kiên quyết trong suốt quá trình thử thách hoảng sợ và ngạt thở này, thì quà tặng đen sẽ được ban và phán quyết thực sự bắt đầu. Và cuối cùng, phần có tên Sự sụp đổ của Veles đưa ra nguồn gốc thần thoại về chính thần đen Chernobog. Nó viết: Veles, thần mùa mang, gia súc, trái đất, sông ngòi, thế giới ngầm, ma tuột và thủ đoạn. Phần lớn nhân loại đã phụ thuộc vào ông, không chỉ vì phương tiện để tồn tại mà còn để có được cái chết êm đềm. Thà nôi, ở đâu có những người có sức mạnh to lớn, cũng có những người tìm cách giành lấy nó cho riêng mình. Và trong trường hợp này, anh em Belebok và Chernobog cũng không khác gì. Mùa đông khắc nghiệt kéo theo mùa màng tồi tệ dẫn đến cái chết của ngôi làng của người anh em, để lại những người chết không được chôn cất trên mặt đất đóng băng. Tức giận về việc Veles đã bỏ mặc họ và kiên quyết rằng giữa họ, họ có thể cai quản vùng đất của những người sống và người chết tồn tại tốt hơn cả thần vĩ đại. Hai anh em lên đường tìm kiếm Veles. Tâm trí của họ có ý định giết người. Trong cuộc hành trình của mình, hai anh em vừa có nhiều thử thách, nhân đôi mối quan hệ với phép thuật và mài dũa sự tinh danh của họ trong chiến tranh. Belebok xuất sắc trong võ thuật, trong khi Chernobog thành thạo phép thuật. Tuy nhiên, Veles đã theo dõi hai anh em, nhận thức được nhiệm vụ của họ. Trong một nỗ lực để phá hoại họ, Veles đã đưa cơ thể của mẹ họ trở lại thế giới sống để thuyết phục họ trở về nhà cùng với bà. Hai anh em không bị lừa và với một trái tim chịu nặng đã đưa mẹ về cõi âm. Veles tiếp tục phá vỡ ý chí của họ, biến thức ăn của họ thu thập được trở nên thối rữa. Nhưng một lần nữa, hai anh em đã không bị lừa khi họ phải chịu đựng ảo ảnh tồi tệ về mùi và vị. Biết rằng sự thật, những gì họ tiêu thụ sẽ nuôi dưỡng họ. Mọi thủ đoạn của Veles đều được lường trước và ngăn chặn cho đến khi cuối cùng, thất vọng trước sự ngoan cường của người anh em, chính Veles đã đối đầu với Belebok và Chernobog. Veles thách thức hai anh em chiến đấu, mang chính địa vị làm thân của mình nếu họ thắng, nhưng với điều kiện chỉ một người có thể chiến đấu. Nghi ngờ rằng Veles có thể tìm cách chia rẽ hai người, hai anh em đã lập một hiệp ước Perun, kẻ thù của Veles. Hai anh em đồng ý rằng Veles thực sự sẽ chỉ chiến đấu với một người duy nhất. Veles thừa nhận và vạch ra ranh giới để bắt đầu chiến đấu bên trong. Khi được hỏi ai sẽ chiến đấu, hai anh em thông báo Perun. Và khi thốt ra tên của anh ta, thần sấm sét sẽ xuất hiện với một tia sáng lớn trong ranh giới. Một trận chiến kinh thiên động địa bắt đầu khi Veles ở dạng rồng và Perun khai thác sức mạnh của bầu trời. Mặc dù có kỹ năng về ma thuật và sự lừa dối, Veles vẫn bị Perun đánh gục và giết chết. Khi Veles chết, Belebok giành quyền cai trị mùa màng, trái đất và gia súc. Chernobog giành lấy thế giới ngầm, những con sông và phép thuật. Kết hợp thông tin từ những phần trích xuất này với thông tin ngữ cảnh mà họ thu thập được từ quan sát cho phép họ vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn về những gì đang diễn ra tại Siemnock cũng như chính SCP-6198. Nhưng để hiểu rõ hơn về những gì họ đang phải đối phó ở đây, họ cần mở một cuộc đối thoại với một thành viên thân thiện của làng. Người dân làng đó cuối cùng là Tessia Koliesny, một phụ nữ có vẻ ngoài trung niên nhưng trên thực tế đã ngoài 70 tuổi. Vẻ ngoài trẻ trung của cô ấy nhờ những tác động tích cực của món quà đen. Tessia rất vui và sắp cung cấp thông tin của cô ấy khi các nhà nghiên cứu của tổ chức đặt câu hỏi, cho phép họ thu thập được nhiều thông tin thú vị. Ví dụ, Black Keep chỉ dành riêng cho những người sinh ra ở Siemnock và nhiều tín đồ đã từng hành hương đến Siemnock để cam kết thâm xác của họ cho Chernobog trong những giây phút cuối cùng và trở thành một với ông ta. Tessia dường như cũng sở hữu thông tin còn trước khi cô sinh ra mà đáng ra cô sẽ không thể biết, cho thấy ý thức chung với những người đã được tặng món quà đen. Câu hỏi về ý nghĩa chính xác của việc hiến thân cho Chernobog tiếp tục kéo dài
cho đến khi tổ chức bắt đầu tiến hành các cuộc kiểm tra với các mẫu đo đặc vụ Nowak và đặc vụ Bakula thu thập, cho rằng chỉ những người sinh ra ở Siem Reap mới có thể nhận được món quà đen. Tổ chức rất mong muốn khám phá xem chất lỏng màu đen có thể ảnh hưởng gì đối với nhân viên cấp D. Ngẫu nhiên, dù nó thực sự đục ở bất kỳ số lượng nào, các xét nghiệm hóa học cho thấy thành phần của chất lỏng màu đen không khác gì nước. Vì vậy, những ảnh hưởng có thể thực sự nghiêm trọng như thế nào? Khi một mẫu thử được đổ lên da của đối tượng cấp D, không có hiệu ứng đáng chú ý nào, cũng như có bất kỳ điều gì xảy ra khi nhân viên cấp D bị nhấn chìm đến tận cổ trong chất này, khi được đưa thiết bị lặn và hoàn toàn chìm xuống chất lỏng, vẫn không có gì xảy ra. Tuy nhiên, khi nhân viên cấp D được hướng dẫn uống một cốc chất lỏng, anh ta lập tức có phản ứng, tĩnh mạch và sau đó là làn da chuyển sang màu đen. Anh ta nhanh chóng qua đời, cơ thể anh ta nhanh chóng bị phân hủy thành chất lỏng màu đen kia. Điều này ngụ ý rằng tất cả đều là một phần trong vòng đời của Siem Reap. Món quà đen duy trì sự sống, nhưng khi sự sống kết thúc, mọi người lại gia nhập Chernobog và trở thành chất lỏng màu đen duy trì thế hệ tiếp theo của những người thờ phụng. Ngoài ra, khi một mẫu thử được đưa cho một người bản địa Siem Reap uống, không có tác dụng đáng chú ý nào. Sau tất cả những điều này, tổ chức SCP quyết định cuối cùng đã đến lúc hạ một thành viên nhân viên của chính họ vào một trong những chiếc hố sâu của SCP-6198 để tìm hiểu rõ hơn những gì bên trong. Tuy nhiên, đây là sự khởi đầu của những rắc rối có thể cảnh báo tổ chức về mối nguy hiểm thực sự do SCP-6198 và những người tôn thờ gây ra. Nhà nghiên cứu Ella Gorski đã đồng ý mặc đồ và được đưa vào bóng tối của một trong những vực sâu và báo cáo lại những gì đã xảy ra ở bên trong. Đúng như dự đoán, khi cô ấy được hạ xuống, cô ấy báo cáo bóng tối kỳ lạ xung quanh cô ấy và chất lỏng màu đen dường như gần như có tâm trí của riêng nó. Khi họ cố gắng kéo cô ấy ra ngoài, có bằng chứng về sự biến dạng không gian về mặt lý thuyết. Đáng ra cô đã được nâng lên đủ để rời khỏi hang động. Cô ấy vẫn ở đó. Đó là thời điểm nhà nghiên cứu Gorski bắt đầu nói chuyện với một người không có ở đó, khiến các nhân viên nghiên cứu ở trên bắt đầu lo lắng. Khi họ cố gắng kéo cô ấy lên, họ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nhà nghiên cứu Gorski đã biến mất. Cô ấy đã bị hấp thụ cả cơ thể và tâm trí vào ý thức tập thể của Chernobog, thực thể cầu xin bằng giọng của Gorski. Không có gì thú vị để tìm thấy trong vực thẳm này. Kiến thức duy nhất đáng tìm kiếm là ở trên chúng ta. Làm ơn, gửi thêm nhân viên của tổ chức. Làm ơn, tôi phải sống sót. Đây là cách tổ chức SCP thu thập được một thông tin cực kỳ có giá trị khác. Chernobog có thể phát triển mạnh mẽ hơn dựa trên số lượng nạn nhân và những người thờ phụng khi nhiều tâm trí và ký ức được hấp thụ vào ý thức của tập thể. Thật đáng lo ngại. Sau khi hấp thụ, nhà nghiên cứu Gorski 6198 biết về tổ chức SCP và ông ta cực kỳ muốn biết thêm. Đây là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Trong những giờ sau, khi nhà nghiên cứu Gorski mất tích, một đơn vị đặc nhiệm cơ động đã được điều đến khu 120 để hỗ trợ tìm kiếm. Khi họ tìm kiếm, nhiều người dân trong thị trấn tiếp cận các nhân viên của tổ chức và bắt đầu chất vấn họ về những chủ đề mà họ đáng ra họ không thể biết. Chẳng hạn như số phận của nhà nghiên cứu Gorski, tình trạng của các dị thường khác nhau trong khu vực và vị trí của hội đồng O5 khiến đặc vụ của tổ chức giam giữ những dân làng đã hỏi câu hỏi đặc biệt nguy hiểm đó. Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa tới. Đầu tiên, tổ chức phải ngăn chặn một nghi lễ kỳ lạ, nơi một số dân làng bắt đầu lấy những xô nước từ giếng làng và mang nó đến các ngôi nhà khác nhau và phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng đặc nhiệm cơ động tại chỗ mới có thể khiến họ dừng lại. Không lâu sau đó, một trong những thành viên MTF, đặc vụ Adam Kowalski, đã không trả lời. Các thành viên còn lại của MTF bắt đầu tìm kiếm đồng nghiệp mất tích của họ, nhưng đồng thời dân làng cũng bắt đầu tấn công các thành viên lực lượng đặc nhiệm tại nghĩa trang, buộc họ phải chiến đấu để quay trở lại ngôi làng. Khi cả nhóm đi vào một ngôi làng đáng ngờ, họ phát hiện một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một căn phòng chứa đầy những vực sâu tam tối, xung quanh là những bức tranh tạm bợ vẽ logo của tổ chức. Vào sâu hơn nữa, họ phát hiện ra đặc vụ Kowalski đang nằm trên mặt đất với hai dân làng có vẻ như đang cầu nguyện. Khi không có gì khác có thể khiến họ dừng lại, họ buộc phải vô hiệu hóa hai dân làng và đưa đặc vụ Kowalski đang hôn mê để sơ tán khỏi làng. Dân làng tập trung đông đúc xung quanh trung tâm làng khi các thành viên MTF tiếp cận với Kowalski theo sau. Sau khi bị buộc phải giết thêm một số dân làng, đám đông cuối cùng tản ra và cho phép họ đi qua. Trong lúc lái xe ra khỏi làng, đặc vụ Kowalski trong chốc lát trở nên nửa tỉnh nửa mê và lẩm bẩm về thứ gì đó đen kịt đang quan sát anh ta từ dưới mặt nước. Anh ta không thể cung cấp thêm thông tin nào khác về những gì đã xảy ra với mình và chỉ một lúc sau, anh ta chết vì ngừng tim. Đoạn phim an ninh sau đó cho thấy một điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại xảy ra trong xe MTF. Xác chết của đặc vụ Kowalski ngồi dậy, lấy lại khẩu súng và sau đó giết chết các đồng đội MTF của mình trước khi họ có cơ hội phản ứng. Tài xế xe bị thương nặng, đầu xe bị phá hỏng. Cơ thể được phục hồi của đặc vụ Kowalski sau đó rời khỏi xe
Có thể nghe thấy tiếng la hét khi anh ta kéo người bị thương vào bóng tối. Những âm thanh van xin, nôn mửa và thở khó khè đã được thấy ngay sau đó. Chúng ta chỉ có thể cho rằng anh ta đã bị ép buộc phải uống món quà đen. Không có thi thể nào được tìm thấy. Chỉ có những bộ đồng phục MTF khác nhau trôi trong chất lỏng màu đen gần bên đường. Kể từ sự cố này, tổ chức SCP đã xử lý làng Siemnok và SCP-6198 một cách thận trọng hơn. Cái xác được hồi sinh của đặc vụ Kowalski vẫn còn tự do và các cuộc tìm kiếm thường xuyên được tiến hành tại rừng Lower Silesian. Vì điều quan trọng nhất là Chelyabinsk không được biết đến, không được biết thêm bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về tổ chức SCP nữa. Do bản chất thông minh của mình cùng khả năng tìm hiểu và khai thác các bí mật của tổ chức SCP, Chelyabinsk đã được xếp vào lớp đối tượng Euclid. Và các hồ sơ liên quan đến Chelyabinsk được phân loại cho nhân viên cấp 3 trở nên. Thực thể này đã được xếp vào cấp tác động Vlam. Vì rất may, nó hiện chỉ ảnh hưởng đến làng Siemnok, Ba Lan. Và với những sự kiện gần đây đang diễn ra ở đó, nó cũng được gắn cảnh báo cấp độ rủi ro. Vì không có cách nào để biết được thần đen còn có thể làm gì. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Như SCP-783, có một gã bể cong. Một địa điểm dị thường khác là nơi sinh sống của một sinh vật mạnh mẽ mà nguy hiểm. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.